Một miếng tàu hũ 5.000, chả đòn 10.000. Này là nước sốt chú làm là trong đó đó. Chua ngọt ha. Ờ. Ừ. Chua ngọt. Rau rập vô nữa. Chú bán từ mùng mấy? Chú bán mùng mấy rồi? Chú bán từ mùng 3. À. Mà ngày nào cũng đông vậy hay sao? Hay là... Năm nay là ít nhất còn mấy năm trước là đông dữ vậy. Mấy năm trước là chú bán đó, là phải như có người đứng che dù luôn rồi. Trời ơi. Làm tiếp luôn, chú bán không kẹp luôn. Sướng vậy? Ủa, chúng đứng chơi dù là người nhà phụ ha? Không có, người khách luôn, tại bây giờ đó là anh có... Dạ, xin chứ, được kính chào quý cô chú và chị em thân mến. Hiện tại thì chú Vũ Miền đang có mặt tại huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang. À, trước mặt mình là ngôi chùa Kim Tiên. Thì sáng nay là cũng là mùng 8 Tết của năm 2023. Thì trong tập này em xin được đưa cho tất cả các cô chú anh chị em về ngôi chùa Kim Tiên để viếng thăm ngôi chùa và cũng như là quay lại những hình ảnh mới nhất của chùa Kim Tiên ở đây để đến cho các cô chú anh chị em cùng xem nhé. Rồi xin mời mọi người đi. Ở đây cũng có bán chả đòn tàu hũ kỳ, bán nước nôi nè. Rồi bên đây xe du lịch 7 chỗ đậu ở đây. Giá giữ xe đây có 5.000 thôi. Bao nhiêu một miếng tàu hũ ra chú? 5.000 ha. Chả đòn. Chả đòn 10.000. Bán mình ra mà. Dạ. Bán sao à, chú đứng đây bán tới mấy giờ chạy con đi xong rồi đi ra ăn. Hả? Con đi tham quan trong chùa rồi ra ăn sao? Đi đi rồi chút xíu nha. Dạ. Ăn á. Hả? Ăn hỏi gì được ăn không? Dạ tới đây là gì? Ăn nước xong ở đây nè. Đâu có này nước ớt mà. Cái này là ớt à. Chế ra hả? À. Đó đang kiếm cái nước sốt này nè, ăn nó ngon. Quan trọng mấy cái này nè, cái vàng này. Dạ. Bữa ăn bên Châu Đốc cũng có nước sốt ngon. À, tí xíu ra mình mua cái chả đòn với tàu hũ. Ủa, một đòn xe đạp. Trước khi đi vào cổng chùa mình quay cái cuộc sống bà con mình ở dưới đây, buôn bán ở dưới đây trước cổng chùa Kim Tiên. Rồi sau đó mình sẽ đi vào trong viếng ngôi chùa sau. Chú bán đá bào kem sữa. À cái đó là cổng phụ này là mới là cổng chính đây nè. Hộp đựng nhang mũi 15.000 một hộp đựng để đốt nhang mũi, tiện lợi bụi nhang mũi. Ê, không bị bay khắp nhà, tránh bị phỏng khi giẫm đạp, an toàn cho trẻ nhỏ. 15.000. Chả đòn chay, tàu hũ chay. Giờ này cũng gần trưa rồi nên bà con mình cũng tranh thủ đi về sớm, đi sớm về sớm cho nó mát. Rồi là ở đây thì có ba cái cổng, một cái cổng chính và hai cổng phụ hai bên. Đây là cái cổng phụ này nè, thì mình đi vào cổng chính đi. Cái cổng phụ thì bước vào cái cổng phụ thì có cái niệm Phật đường chính. Ở đi vào cái cổng chính đi. Ở đây bán tàu hũ chả đòn thì nhiều. Có tàu hũ thì 5.000. Còn chả đòn thì 10.000. Rồi đi vào cổng chính đây.
tuyệt đối là không mua hàng rong trước cổng chùa, không mua vé số trước cổng chùa, không cho tiền ăn xin. Đây là tấm bảng ngôi chùa đã ghi trước, cảnh báo trước. Rồi đây là cái cổng chính, bước vào là có nguyên một cái tượng Phật 4 cao. Rồi bên hông hai bên. Bây giờ mình đi vào cái cổng chính đi, lên cái cổng chính đi, đi lên đó, đó xá lại. Ôi, hôm nay đông quá nè. Cho anh quạt. Thôi để giày dép thứ tự ở đây rồi đi vào. Ừ. Đông quá này nè, bà con mình tới đây để giày dép ở ngoài rồi sau đó bước vào trong chính điện. Quá giờ đông. Đâu rồi, đi vào trong chính điện đi. Rồi dép rồi. Dép để quá trời dép luôn. Không biết là không biết đôi nào của mình luôn á. Đấy. Dép đợi là chút mình không biết chỗ nào mình lấy dép luôn á. Đây là trước trong chánh điện chính của chùa Kim Tiên ở đây. Thì bà con mình đang xá lại Phật cầu nguyện đầu năm. Đây là cái cảnh người dân mình tới thắp hương hành tâm cúng lễ. Rồi xá lại trong chánh điện rồi giờ mình đi lên lầu. Không được mang giày dép đi lên cầu thang. Ôi giờ này nắng à, nắng chói chang luôn rồi nè. Nguyên một cái hành lang này là được mã vàng nè. Nguyên hai con rồng. Đây trong dưới tượng Phật A Di Đà thì có mẹ Quan Âm ngồi đứng ở bên trong, trong cái tàu sen riêng với một cái sen không rồi. À, có chị đang đứng chụp hình nè. Này trên giống như là một cái sân rất là rộng lớn luôn. Ở trên đây giống như là một cái
à, mình nói sao ta, giống như ở ngoài quảng trường á, giống như một cái quảng trường á. Đây tượng Phật Ajada nè, cao 49 m, nhìn lên là giống như là một tượng Phật đang bay giữa bầu trời ha, xung quanh là mây không à. Rồi thôi mình đi xuống tiếp theo, đi theo cái tiếp theo ở dưới cái điểm dưới. Nắng quá, giờ nó nắng nó chói hẳn xuống đây nè, hơi khổ quá. Rồi bà con mình cứ một số người đi lên viếng xong rồi lại đi xuống rồi lại đi lên. Rồi tí xíu mình đi xuống về bên đó, đi vào bên đó đi nghỉ chân đó, uống cà phê, trà gì đó, có hết trong đó. Xuống đất luôn. Cái dép đi quay, bỏ dép rồi, đi bỏ dép hết trơn rồi. Mà dép đi, tính tiền không có mang dép. Hôm nay mình cũng có dép được nè. Nào quá vậy nào, mấy ánh nắng bị dội ngược lại không có thấy. Mình đi xuống đi. Rồi cho qua cái nha. Đang ghé xuống rồi. Sao? Xuống à, xuống ngay ngực á. Xuống ngay ngực kìa. À, đó. Ôi, té rồi. Đi lại đây coi. Rồi mang giày đi xuống dưới tham quan dưới, vào đi uống nước và nghỉ chân ở dưới. Còn ở đây là để cho quý cô chú chị em ở đây xá lại Phật rồi sau đó đi tiếp. Úi chà, ôi cái tượng Phật Di Lặc nhỏ xíu kìa. Tượng Phật nhỏ đẹp quá. À, đây làm những cái tự cảnh cho bà con vô đây chụp hình đây nè. Con chơi trong đó luôn á. Mình đây có thêm một cái quần thể Tây Phương. Hôm năm ngoái mình có đi một lần rồi, cũng có giới thiệu trong cái tập năm trước. Thì năm nay quay lại chỉ quay sơ thôi. Đây là quần thể Thánh Tây Phương. Chạy chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Thẳng xuống chỗ nghỉ chân bên hông của cái ngôi chùa Kim Tiên này. Thank you.
Hồi nãy bên cái gốc cây kia thì có một cái tượng Phật rất là đẹp nhỏ, mà nó đẹp bên đây thì có thêm một cái tượng Phật nữa đây nè, Phật A Di Đà. Cái tượng Phật này nhỏ nhỏ đẹp quá ha. Bà con mình đang ngồi bên kia nghỉ chân bên kia. Cái gì hôm nay không có phục vụ nước, chỉ có đi nhà vệ sinh thôi. Đây, cái khu này gọi là khu ngồi dừng chân nghỉ ngơi uống nước đây nè, mà hôm nay không có phục vụ, trống trơn luôn. Rồi hôm nay không có chỗ ngồi dừng chân nghỉ ngơi uống nước nữa cho du khách nữa, nên mình cũng đã đi một vòng trong chùa Kim Tiên viếng những cái tượng Phật ở đây, xá lợi Phật luôn. Ôi dạ, thì bây giờ mình xe này xe của chùa mà, của chùa mới được chạy vào đây chứ. Rồi đông nghẹt luôn kìa. Rồi trước mặt mình là điện chính, cái chánh điện. Phía trên là tượng Phật A Di Đà cao 49 m. Rồi đây là những cái hành khách thập phương đến đây viếng chùa, sau đó chụp hình lại làm kỷ niệm. Thôi đi về, đi ra khỏi cổng chùa để cho những người khác vào, ở đây thì quá đông rồi. Một miếng tàu hũ 5.000, chả đòn 10.000. Này là nước sốt chú làm là chung đó hả? Chua ngọt ha. Mỗi rau răm vô nữa. Hai miếng. Cái đòn thì nó mắc hơn tàu hũ. Mắc hơn. Giá đòn vẫn ngon. Giá đòn là 10 ha. 10 ha. Ăn nóng đi chỗ ngon, ăn nóng đi. Ngoài hơi lạc phải không? Dạ. Tại vì có nhiều người ăn lạc cứ làm nó vừa ăn lạc cứ không mặn. Rồi còn để ra mình có mặn thì mình để thêm tí nữa. Cái này không mặn à. Đáng giờ mình để ở ngoài chấm. Dạ đúng rồi. Chú bán từ mùng mấy? Hả? Chú bán mùng mấy rồi? Dạ, chú bán bữa mùng 3. Tại vì mùng 1, mùng 2 mình cúng gia đình á. Để ra mùng 3 mới bán đúng mùng 1. Mà ngày nào cũng đông vậy hay sao? Hay là... Năm nay là ít nhất, còn mấy năm trước nó đông dữ dằn. Dạ. Mấy năm trước là chú bán cái hăng là cả như có người đứng che dù luôn. Rồi. Trời. Ta làm tiếp luôn, chú bán không kẹp luôn. Sướng vậy? Chú bán là... Ủa, chúng đứng che dù là người nhà phụ ha? Không có, người khách luôn. Tại bây giờ á là anh có dù, còn lúc trước không có dù. Không có dù, đứng là tao nói sẽ chút sẽ năm nảy thôi chứ. Dạ, chú bán được nhiêu miếng tàu hũ với chả đòn này? Như mấy bữa này chú bán bữa 600, 700, 500. 500 miếng hả? Rồi. Đúng rồi, chú sẽ là 9 giờ rưỡi chú sẽ tới 1, 2 giờ là gần 700 miếng. Còn chả đòn? 300, 400, 300 mấy. Ủa vậy không? Nếu mà vậy tính ra cả ngàn rồi. Chú bán một ngày đó là 5 triệu mấy, 6 triệu á. Trời 5 triệu mấy rồi. Mấy bữa đó là 5 triệu mấy, 6 triệu bạc. Thôi ha, bán mấy ngày là coi như là cũng được ngon rồi. Giờ mùng 8 rồi, mùng 8 Tết rồi. Nhờ có mấy bữa này đó em ơi. Dạ. Như bữa nay ít nào bữa nay chỉ còn có 300-400 mà. Ừ. Mấy bữa này nó giảm. Thứ hai người ta đi làm lại hết rồi. Đúng rồi, đi giảm khách á. Với thường thường là nếu mà chú bán ngày thường ra cũng 200. Dạ. Ngày thường thôi. Lại mình bán cái này là chủ yếu cái đồ mình nó ngon. Ăn hầu như đi đâu cũng tao bán cái này. Ủa cho đòn nhiều. Qua lên nước cấm cũng luôn. Ngon đúng không? Để chú anh thử ra biết rồi. Rồi cảm ơn chú nha. Chào chúc chú buôn bán đó. Coi như mình cũng đã đi tham quan và viếng và quay lại một số hình ảnh mới nhất của ngày mùng 8 Tết cho quý vị xem. Và mình xin được phép dừng video tại đây và hẹn gặp quý vị và các cô chú chị em trong những video
tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người, nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch, ăn uống của mình mỗi tuần nha.